Kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình huyện Duy Xuyên số tháng 6 năm 2020 phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam với các nội dung chính sau đây. Huyện Duy Xuyên cơ bản tổ chức hoàn thành đại hội chi bộ, đảng bộ cấp cơ sở. Năm 2020, Duy Xuyên phấn đấu vận động 1.300 đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, thực hiện di nguyện cố nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển, thân nhân trao tặng quỹ khuyến học Duy Xuyên 100 triệu đồng. Chương trình còn có phóng sự dân vận khéo trong công tác xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và phóng sự Duy Hòa hướng đến xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao. Bây giờ mời quý vị và các bạn đón xem nội dung chi tiết chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, sau thời gian giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh COVID-19, từ đầu tháng 5 đến nay, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc huyện ủy Duy Xuyên đã tập trung tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ huyện Duy Xuyên có 67 chi bộ đảng bộ trực thuộc, gồm 14 đảng bộ xã thị trấn, cùng 4 đảng bộ khối cơ quan nhà nước, đó là đảng bộ cơ quan quân sự huyện, đảng bộ công an huyện, đảng bộ trung tâm y tế huyện, đảng bộ ban quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn và 49 chi bộ cơ quan đơn vị. Đến nay đã có 100% số chi bộ trực thuộc huyện ủy hoàn thành việc tổ chức đại hội, 85% tổng số đảng bộ xã thị trấn trên địa bàn huyện hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội chi bộ đảng bộ trực thuộc trên địa bàn huyện Duy Xuyên đều được tổ chức trang nghiêm về hình thức, nghiêm túc về nội dung, đánh giá tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ trước, đề ra chỉ tiêu phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm kỳ đến, bầu cấp ủy khóa mới, bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên và góp ý vào dự thảo các văn kiện đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ 21. Trong tháng 5 vừa qua, cùng với cả nước, Bảo hiểm xã hội huyện Duy Xuyên và Bưu điện huyện tổ chức ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân, tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Huyện Duy Xuyên có 16.947 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, với tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 97% dân số. Tuy nhiên, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ có 521 người. Năm 2020, Bảo hiểm xã hội huyện Duy Xuyên được Bảo hiểm xã hội tỉnh giao chỉ tiêu vận động 1.300 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân, tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với chủ đề chính sách bảo hiểm xã hội, điểm tựa an sinh của người lao động và nhân dân. Bảo hiểm xã hội huyện Duy Xuyên quyết tâm phấn đấu hoàn thành 50% chỉ tiêu kế hoạch phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2020 trong 6 tháng đầu năm. Trong ngày đầu ra quân, phấn đấu vận động được 70 người tham gia. Ngay sau lễ phát động, cán bộ nhân viên hai cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện và Bưu điện huyện đã ra quân tuyên truyền lưu động bằng xe mô tô, xe máy dọc các tuyến đường chính của huyện và phát tờ rơi tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người dân tại các điểm chợ. Mới đây, tại thôn Lễ Bắc, Hội Nông dân xã Duy Châu tổ chức lễ ra mắt đi vào hoạt động Tổ hội nghề nghiệp trồng dâu nuôi tầm xã. Tổ hội nghề nghiệp trồng dâu nuôi tầm thu hút 20 thành viên tham gia cùng học tập, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đồng bộ trong chăm sóc sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, trao đổi thông tin về thị trường giá cả. Tổ hội hoạt động theo quy chế rõ ràng với mục đích đoàn kết, tập hợp các hội viên nông dân thuộc cùng một lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và tổ chức các hoạt động nhằm hỗ trợ giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập cho hội viên, góp phần thúc đẩy xây dựng các mô hình kinh tế tập thể theo hướng phù hợp, sản xuất hàng hóa lớn. Được biết, xã Duy Châu từng là trung tâm trồng dâu nuôi tầm của huyện Duy Xuyên. Giai đoạn những năm 80 của thế kỷ trước, toàn xã có gần 200 hectare dâu. Đời sống kinh tế của nhân dân nhờ đó phát triển nhanh. Do thị trường tiêu thụ tơ ế ẩm, người trồng phải phá bỏ cây dâu, chuyển sang cây trồng lương thực, thực phẩm. Từ năm 2019, Hợp tác xã Nông nghiệp Lệ Bắc xã Duy Châu phối hợp với công ty dâu tầm Hoàng Mai đưa vào trồng 20 hectare dâu tầm theo chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trồng dâu nuôi tầm. Bước đầu mô hình đạt hiệu quả với thu nhập trên đơn vị diện tích cao hơn so với cây lương thực, thực phẩm. Nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp đang hướng tới mở rộng thêm diện tích trồng dâu phù hợp.
Mới đây, Liên đoàn Lao động huyện Duy Xuyên phối hợp cùng huyện đoàn tổ chức trao tặng quà cho đoàn viên gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhân tháng công nhân, tháng an toàn, vệ sinh lao động năm 2020. Theo đó, đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, huyện Duy Xuyên trao 110 suất quà gồm nhiều tiền mặt và gạo, tổng trị giá 55 triệu đồng cho đoàn viên thanh niên đang làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục ngoài công lập bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh COVID-19 và có hoàn cảnh khó khăn như bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi bị giảm thu nhập. Qua đây thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn giúp đoàn viên thêm tin tưởng, gắn bó, tạo tâm lý an tâm sản xuất, góp sức cùng đơn vị, doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Hội khuyến học huyện Duy Xuyên vừa tổ chức lễ tiếp nhận quà do gia đình cố nhạc sĩ Phủ Đức Sao Biển trao tặng. Nhạc sĩ Phủ Đức Sao Biển sinh ra ở mảnh đất Duy Vinh, huyện Duy Xuyên. Mặc dù sinh sống lập nghiệp xa quê lâu năm, nhưng nhạc sĩ vẫn luôn dành tình cảm đặc biệt cho quê nhà Duy Xuyên nói riêng và Quảng Nam nói chung. Điều này thể hiện rõ qua rất nhiều tác phẩm sáng tác nghệ thuật của ông về quê hương Duy Xuyên và Quảng Nam. Đồng thời, nhạc sĩ Phủ Đức Sao Biển còn từng là thầy giáo, nên ông có ý nguyện giúp đỡ các học sinh nghèo hiếu học, muốn có một chút quà động viên các em nghèo, quê nhà. Chính vì vậy, trước khi từ trần, nhạc sĩ đã dành số tiền 100 triệu đồng trao tặng cho hội khuyến học huyện nhà. Thực hiện di nguyện của cố nhạc sĩ Phủ Đức Sao Biển, chị gái của nhạc sĩ là bà Võ Thị Mân cùng người thân của nhạc sĩ đã về trực tiếp trao tặng cho hội khuyến học huyện Duy Xuyên số tiền 100 triệu đồng vào quỹ khuyến học của huyện. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, phong trào xây dựng nông thôn mới đang lan tỏa mạnh mẽ ở các địa phương. Hiện nay, tại nhiều địa phương trên địa bàn huyện Duy Xuyên đang từng bước tiến đến xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, trong đó có việc xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Qua đó đã phát huy vai trò quan trọng của các cấp mặt trận, hội đoàn thể trong công tác dân vận và nhận được sự đồng thuận rất cao từ phía người dân. Khu dân cư An Hòa, xã Duy Trung là một điểm sáng trong phong trào này. Những ngày này, cán bộ, hội viên các cấp mặt trận và các tổ chức thành viên của xã Duy Trung xuống tận khu dân cư, cùng tham gia với bà con nhân dân thôn An Hòa dọn dẹp ngăn nắp tuyến đường, trồng các loại hoa, cây cảnh tại khu dân cư kiểu mẫu An Hòa. Mặc dù thời tiết nắng nóng, cụ Nguyễn Hiền năm nay đã 75 tuổi, vẫn tích cực tham gia làm đường hoa cùng với người dân trong thôn. Với cụ Hiền, công việc chỉ là một phần, nhưng quan trọng hơn vẫn là tinh thần gương mẫu của người cao tuổi đã góp phần quan trọng xây dựng hoàn thành tuyến đường này. Với là hơn nữa là coi như là cũng vận động bà con nhân dân để họ hỗ trợ vận động là coi như là hiến vật kiến trúc, vật xây dựng để tạo điều kiện xin đường xóa rộng rãi và vườn qua cây cảnh để cho đẹp. Tuyến đường này trước đây chỉ rộng 2,5 mét, cây cối tùm cản trở giao thông. Sau khi ban thôn vận động, người dân tự nguyện hiến đất, di dời tường rào, cổng ngõ, mở rộng tuyến đường lên đến 5 mét, có bùn hoa, lề đường thông thoáng. Tuyến đường bê tông hoàn thành đã tạo diện mạo khang trang cho vùng quê này. Vụ mùa đã xong, người dân hồ hởi, vui vẻ cùng ban thôn, cán bộ đoàn thể mặt trận ra quân trồng hoa, cây cảnh làm đẹp khu dân cư kiểu mẫu An Hòa. Ngày hôm nay thì là ban thôn của thôn An Hòa có tổ chức trồng hoa trên cái tuyến đường, mà tuyến đường này là mới được lồn vừa sang, thì người dân chúng tôi rất là phấn khởi, cho nên là mọi người, tất cả mọi người dân chúng tôi là đều là hân hết cùng mà bắt tay với lại ban thôn để mà trồng hoa trên cái tuyến đường này để là mang lại cái cảnh quan đẹp và cho thôn nhà. Mặt trận đoàn thể chúng tôi đánh trực tiếp với bà con để cùng chung tay làm với bà con để nhằm nâng cao cái ý thức, trách nhiệm chủ thể của người dân trong cái xây dựng nông thôn mới. Thì qua đó thì cũng động viên bà con cùng chung tay để mà mình xây dựng cái xã nông thôn mới mình nó ngày một tốt hơn, đặc biệt là trong thời gian đến là mình thực hiện cái xã nông thôn mới nâng cao để đạt được cái kết quả tốt nhất. Thôn An Hòa, xã Duy Trung được huyện Duy Xuyên chọn xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu để nhân rộng ra các địa phương khác, đồng thời góp phần đưa xã Duy Trung đạt xã nông thôn mới nâng cao. Thời gian qua, ban thôn đã tích cực vận động nhân dân, sự đóng góp của bà con xa quê mở rộng, bê tông hầu hết các tuyến đường dân sinh, giao thông nội đồng,
người dân từng khu dân cư chủ động trồng hoa, cây cảnh dọc theo các tuyến đường, từng bước xây dựng An Hòa thành miền quê đáng sống, thân thiện với môi trường. Thưa quý vị và các bạn, Duy Hòa là một trong 4 xã của huyện Duy Xuyên, được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2015. Từ đó đến nay, đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Duy Hòa tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết, chung sức giữ gìn và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Phát huy tiềm năng lợi thế, xã Duy Hòa xây dựng các vùng sản xuất chuyên canh như lúa giống hàng hóa, lúa chất lượng cao, liên kết với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Hàng năm tiến hành chuyển đổi diện tích lúa kém chất lượng sang cây trồng cạn, cải tạo chỉnh trang đồng ruộng, dồn điền đổi thửa gắn với quy hoạch sản xuất. Hợp tác xã thì liên danh liên kết với các công ty giống cây trồng trong và ngoài tỉnh, tổ chức hàng năm là trên 150 hecta, năng suất bình quân là 58 đến 60 tạ trên 1 hecta. Cái lợi nhuận kinh tế nó cao hơn, tăng lên cỡ khoảng 1 hecta cỡ 8 đến 10 triệu. Như vậy trong các sản xuất thì nó cũng được có hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân. Hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có bước đột phá, tăng trưởng bình quân 17,7%, tổng giá trị sản xuất 5 năm qua hơn 2.402 tỷ đồng, chiếm 58% trong cơ cấu kinh tế. Hoạt động thương mại dịch vụ có bước phát triển mạnh, nhờ thực hiện tốt công tác đầu tư kết hợp với các hoạt động bán lẻ, dịch vụ sản xuất nông nghiệp dọc các trục đường chính, tạo thành mạng lưới thương mại dịch vụ rộng khắp, cùng với sự đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông kết nối thuận lợi giữa các vùng lân cận, mở ra nhiều cơ hội cho hoạt động thương mại phát triển. Sau 5 năm thay đổi rất là rõ nét, tổ của bộ mặt là văn minh văn hóa ở nông thôn và không ngừng nâng cao cái đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Trong những năm đấy, địa phương tập trung là mình đẩy mạnh cái phát triển là thương mại dịch vụ và ổn định cái công nghiệp xây dựng và dỗm cái nông nghiệp, mở rộng cái khu thị trấn Kim Lâm để rồi phấn đấu đến năm 2025 là đoạt cái đô thị Lù Nam. Cùng với phát triển kinh tế, xã Duy Hòa huy động nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khang trang, đặc biệt người dân tự nguyện hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, dỡ bỏ tường rào cổng ngõ trị giá nhiều tỷ đồng mà không hề đòi hỏi quyền lợi, để tạo điều kiện thi công kết cấu hạ tầng nông thôn. Trong những năm qua về xây dựng khu dân cư nông thôn mới Kim Mão, đồng thời tiến tới xây dựng cái nông thôn mới Năng Cô, thì bà con dân hiến đất ở là cũng cả là trên 5.000 mét vuông và kinh phí bà con nhân dân chúng tôi là hỗ trợ là khoảng cả là trên 10 tỷ đồng là vấn đề nhân dân bỏ ra. Còn hiến tường rồ cổng ngõ là coi như là mở rộng cái tuyến đường giao thông là rất là khoan tròn và rộng. Cái tinh thần bà con dân là đáng góp rất cô. Có cái cơ sở thiết chế văn hóa được đầu tư khá khoan tròn và đồng bộ. Bộ mặt nông thôn coi như khởi sắc, giữ vững được các tiêu chí nông thôn mới đạt được năm 2015 và nâng chuẩn các tiêu chí để hướng đến xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2020. Những thành quả đạt được là động lực quan trọng để đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Duy Hòa tự tin vượt qua mọi thách thức, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ trên tất cả mọi lĩnh vực, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình truyền hình huyện Duy Xuyên số tháng 6 năm 2020. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở chương trình số tháng 7 năm 2020. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.